Trong 3 năm gần đây nhất từ 2020 đến 2022, VN Index có mức giảm mạnh gần 200 điểm vào 2022. Tuy nhiên, 2 năm trước đó lại chứng kiến mức tăng trưởng so với tháng 4. Một lý do nữa là vì thị trường chứng khoán chưa cho phép bán khống, đồng thời áp đặt những quy định nhằm ổn định biên độ giao dịch. Vậy thì câu hỏi là tháng 5 sắp tới sẽ như thế nào? Câu trả lời chân thực nhất là chúng tôi cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, những thông tin chúng tôi đưa sau đây có thể phần nào giúp nhà đầu tư trả lời câu hỏi cho riêng mình. Nếu đặt vào bối cảnh tháng 4 hiện tại, giai đoạn có nhiều thông tin được công bố từ kết quả kinh doanh, chúng ta có thể thấy được phần lớn các thông tin là kém tích cực, với kết quả kinh doanh đa phần là sụt giảm. Rủi ro suy thoái từ bên ngoài có thể làm giảm áp lực tăng lãi suất, đồng thời ủng hộ các biện pháp kích thích tăng trưởng trong nước. Tuy nhiên, tháng 5 có thể là một tháng suy yếu thị trường chứng khoán, nhưng cũng có thể đem lại cơ hội mua tốt. Nếu các nhà đầu tư chưa tìm ra được cho mình những công cụ và kiến thức để tìm ra phương pháp giao dịch tốt trong thời gian sắp tới, ngó qua thử kênh chúng tôi nhé. Và